Hello, xin chào mừng các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nấu nước sông giải cảm với chanh xả và gừng. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị nguyên liệu để làm nước sông hơi giải cảm, gồm 5 cây xả, 1 củ gừng tươi, 1 quả chanh và khoảng 300ml nước lọc. Để có thể làm được nước sông hơi giải cảm thì bước 1 chúng ta sẽ rửa sạch xả, chanh và gừng, sau đó để ráo nước. Xả thì các bạn bóc lớp vỏ già bên ngoài, cắt lấy phần củ xả rồi đập dập. Tương tự gừng thì chúng ta sẽ cạo bỏ vỏ rồi thái lát thành miếng. Chanh thì chúng ta sẽ thái lát mỏng hoặc cắt thành miếng múi cau. Tiếp theo bước 2, các bạn cho nồi lên bếp. Đổ khoảng 300ml nước lọc vào nồi. Cho tiếp xả, chanh và gừng vào rồi đun sôi. Khi đã thấy nước sôi hẳn thì chúng ta sẽ đun thêm khoảng 5 phút nữa để cho các tinh chất từ xả, gừng và chanh ra nhiều hơn thì tắt bếp. Sau khi mà chúng ta đã đun được nước sông hơi rồi thì chúng ta sẽ tiến hành sông hơi giải cảm. Các bạn hãy rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt với nước ấm để loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết. Bước 2, chúng ta lấy một chiếc khăn bông mềm lớn trùm lên đầu, che kín mặt, rồi đưa mặt lên trên nồi nước chanh xả gừng vừa nấu. Lưu ý là để khoảng cách từ mặt đến nồi không quá gần để tránh bị bỏng nhé. Các bạn trùm khăn sông như vậy khoảng 10 đến 20 phút. Khi nồi nước nguội dần thì có thể bỏ khăn ra, kết thúc sông hơi rồi đấy. Có một lưu ý cho các bạn là chúng ta nên thực hiện sông hơi giải cảm một cách hợp lý, không nên sông quá lâu để đảm bảo sức khỏe nhé. Đối với phương pháp sông hơi giải cảm thì chúng ta chỉ nên sử dụng sông một lần. Nếu mà sau khi sông bạn cảm thấy bệnh tình không thuyên giảm thì cần phải đến bệnh viện hoặc cơ sở khám bệnh uy tín để được thăm khám kịp thời. Chúc các bạn luôn khỏe!